Chào mọi người, hôm nay mình về muộn, mình mới đi điêu nhà và đi học thầy Quân. Thì hôm nay mình đã đọc chương 11 là chương nghiện học hỏi và lôi kéo bạn học. Có lẽ là công ty chúng ta là một ví dụ điển hình của chương sách này đúng không? Nó kéo rất nhiều người văn hóa đọc. Trước đây công ty mình thấy có anh Thái người rất chăm đọc sách, mà nhượng về được lan tỏa văn hóa đọc cho rất nhiều anh em trong công ty. Hiện tại mình sửa cái giọng này, ok, vocal. Chương sách này nó có rất nhiều ý, nhưng mà với bản thân mình ấy, thì mình đúc kết hai cái quan trọng nhất với bản thân, đấy là chúng ta luôn luôn phải học hỏi liên tục nếu không muốn bị thụt lùi trong xã hội ngày càng phát triển này. Các bạn hãy tưởng tượng những doanh nghiệp hàng tỷ đô rất lớn như Nokia không theo kịp thời đại cũng bị đào thải. Thì đừng nói những cá nhân nhân sự, có thể ngày hôm nay các bạn đang có một kỹ năng, một kinh nghiệm nhất định, nhưng nếu bạn không tiếp tục trau dồi đi lên ấy, thì một, các bạn mãi mãi phải mức lương như vậy, hai, các bạn sẽ bị đào thải. Đấy là cái quan điểm của mình. Thứ hai là khi mà vị trí quản lý cấp trung và xây dựng đội nhóm ấy, thì chúng ta phải liên tục trau dồi kiến thức, đọc sách nhiều hơn, nâng cao chiều sâu của mình. Từ đó chúng ta có cái đặc quyền, và cái gọi là đặc quyền rất là đúng, vì không phải ai cũng được đào tạo người khác. Khi chúng ta có cơ hội đào tạo, chia sẻ kiến thức cho người khác cũng là lần chúng ta tự học. Chúng ta được học và được trau dồi, đúng không? Chúng ta nâng cao cái trí tuệ của bản thân mình. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba rất là quan trọng khi mà trong cái chương sách này nói, đấy là ngoài việc cái việc học này, ngoài việc đọc sách, đọc lý thuyết rất là quan trọng dạy cho những em trong team, thì cái việc quan trọng nhất để học đấy là bắt tay vào làm vừa học. Chúng ta làm đến đâu sai ở đâu, chúng ta học tiếp để đấy sửa ở đấy. Đó là ba cái đúc kết quan trọng nhất của mình trong cái chương sách này, và mình thấy rất là quan trọng. Thứ nhất, đấy là việc học không bao giờ dừng lại, càng là lãnh đạo càng phải học nếu không muốn bị thụt lùi và đào thải. Nhân viên cũng phải học. Đó. Lao động tự do cũng phải học theo thời cuộc xã hội thị trường phát triển. Cái thứ hai đấy là một người lãnh đạo và quản lý cấp trung, chúng ta phải luôn không ngừng trau dồi chỉ đạo học hỏi để có thể hỗ trợ hướng dẫn anh em nhân viên ở bên dưới. Và cái thứ ba quan trọng nhất đấy là đọc cách học hiệu quả nhất, đấy là vừa vào bắt tay vào làm, vừa là vừa học, sai ở đâu ta sửa đấy. Ok, cảm ơn mọi người lắng nghe.